môn này cô luôn bị băng mệt vải nó buồn sang khắp những tên này có mấy càng đúng hàng lấy lê rồi về bình con này dọn clean nhiều hàng ngẹt luôn nách nhích nhác mệt mỏi cỡ nó buồn sang một cái nhà đi gà đà giờ nó lấy này không mệt quá nhưng nó buồn sang hiếm bạn lại lấy đã bù cơ như nó bị nhấp hiếm bây ta thọc lăn cơ bọn như lấy kết nhú càng ngã cả nó buồn sang ta giờ nó lấy này đã bù tôm thọc lá là phi bằng bọn nhu lệ ta bật lực thì nhu như lệ ta bật rung thì nhu như lệ ta là thế hệ ngã sát thì nhu xăm phi bằng lại này bê ta học nhiên là tình buồn sáng bình ý lệ đông phi bằng cầm mê ta nằm lặng lại nhập hiệp ủ ta lặng bật nhu ngã dân nhập bù hàng thủ bố là tình nhập bù như căn ơn mất cật lời này như bạ ta bộ nhôm chết chúng ta hàng lứ cái đại chữ chàn ta đấy hàng lời như lệ ta bật từng cái nhu lệ ta cầu càng ly khai ta bộ xăm lời đi khai hiếm bạn na nhiều nhiều đồ ta hiếm vậy lệ tăng yêu mà ta đã có ly khai càng được mạ lần Hà Nội như đi hiện đại buồn sáng bộ mẫu giờ đang mời bread ít mức gọi là nhịp hẹp này bộ an ninh này nhiều đoạn video đã buồn sáng ta mời bread bộ video bật lon để thảo này đùa một video này luôn tập trung tìm cách chống phá lợi dụng những yếu tố về phong tục, tập quán, văn hóa và đời sống kinh tế đặc thù của các dân tộc thiểu số tại đây. Những kẻ phản bội dân tộc bám chân ngoại bang, tìm mọi cách. Nó như lệ kẻ phân biệt chủng tộc bán kẻ nội bang. Rạ này nó lấy lại. Bán kẻ nội bang là chinh tình yêu. Sị nạ buồn sàng, sị lận là sị nạ nuôi, sị mong cái nhà đi gà đà. Dưa đơn này. Ngoại bang lấy, ngoại bang rất đắt, nó lại bán kẻ nội bang như như bùa mạ lại. Nên mày bread ý mượn đừng lấy nhập hẹp này hàng phi bằng rõ đặt lại chun an ninh nhập hẹp này rõ rồi cái nó buồn sáng mịt mạch đang tập bộ để xuyên tạc quan điểm đường lối của đảng nhà nước nhằm định hình cho đồng bào các dân tộc ở đây một hệ tư tưởng về ly khai tự trị thời gian gần nó nói nhiều lệ rằng xuyên tạc trên nhối xuyên tạc nhiệt độ hàng tá bộ màu hem cát lệ từng bằng lận là một kẹo tàu dừa nó đã bộ kẹo cái nhụ dừa thấp phi bằng rõ cật lấy này mệt vả vất ít hôm nay mệt học lắc lệ tiếp của đồng này yuan này là như một hẻm sam ta là cái đó yuan đấy nhà tiếp của ta có nó là dùng bam ta đút nhiều tiếp đứng đoàn mà một thôn chút rồi mà lệ trúc thôn ta bộ yuan năm tư này lại hiểm bạc nhiều tiếp của ta nhiều bậc thầu đang ngạp ma bộ càng tài liệu yuan ta nhiều bị ấm nuôi tớ đã này nhà là vật yuan bạc yuan nam hà này làm bạc nhiều cụ lận là nhiều mạ kéo tàu tài liệu lò sĩ mộ nạ tài ông tới đã hà này thầu nhập ní nhập qua hà này hiểm bạc nhiều lư cái này cho chạy ta lọ yết rào mà túy lên trong thao lại tập lại sau lại vui lại nụ do nó đừng đã là lao nào một bằng nhà buồn sang ta lại bật thao lại bật thao mà tôi hận nụ này hận nụ này đang là buồn sang ta hắn này là đo làm sẽ yuan mà để chúng ta làm sẽ yuan mà vừa gật yuan nhầm tàu cho nó nhỉ ta trộn yuan yuan nó bị bằng phật ta mắc phật cái này này ta đã lệ bị bằng phật phải nhớ một ít nhát mịt mày cái nào buồn sang ta nhớ lệ ta càng là có lý khai lên trong ta nuôi sâu sát càng tức lần chả như vậy như mà ta nập trước lần Hà Nội như thế, ta một lần trước lần Hà Nội như thế cũng mệt vào. Rồi ta ra này biết bằng ta câu, ta lệ cái lệ, lần là ta nhiệt độ sôi thôn này. Tôi hàng Hồ Chí Minh nhưng mà bọn lâu đi, rồi núc hàng nguyên đồng thiệu. Nhưng bọn bọn lâu ấy mà, nhồi tụ mạ như lệ tự lâu lúc thôn núi như lệ. Tạo mơ nôn bọn đây em bạn, tức lúc thôn này. Rạ này kéo này, nó buộc lại phiền, ta chỉ mặc lệ. Tôi rạ này đã buộc nhiều cái nghệ, con nọc nạc cái nhập bộ ấy thâu. Nguyên đội quang, hàng nhục gì quá, giờ bọn cường hàng lại thao hạm à, lại lưu mưu niệm nạp nhịp dài lên, bọn cường lại tụ ở về lại lòng dạng nhập gì bì hả, có đảng cộng sản được nên, nên môn em phải phải mượn trong an ninh này, như vậy, hàng nhịp dạc nó buồn sáng ta. Đây, nhân một số vụ việc phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, số đối tượng được các tổ chức phun rô lưu vong giật dây đã xuyên tạc vu kéo một cách trắng trợn rằng Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Mong muốn của chúng. Mà nhé, vừa đã như lệ nạ buồn sang ta lệ một đút những cách nhiều hội lệ vừa đã bị bằng phật thế giới rằng lên an ta nhiều đàn áp tôn giáo lệ vấn đề nhân quyền trong nước Tây Nguyên nó niệm bệ ní Tây Nguyên ta này chúng bạn đã bổ rạn ní cái nòng cái dọn những thứ ngã sam ta lực cũ hà này lại nhiều vang cái nạ buồn sang một cái nhà đi cả ta lại hà này lợi dụng cái nạ buồn sang đó mà hà này cứ từng hàng tập bộ buồn cùng rồng như giáo Liên Quốc như này mới đứng cật lệ như đàn này đúng là để Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban Nhân quyền của Hạ viện Mỹ hay các tổ chức theo dõi về tôn giáo nhân quyền quốc tế đưa Việt Nam trở lại nhóm các nước cần đặc biệt quan tâm. Dù nó hạ này như rung ràng trong của mạng hạ này bằng thế giới hạ này dù khất lại đã bộ bằng nhu đu là lệ yêu nục na.
màu lại lọn la như lại màu phun kẹt kì vừa khất lại nhổ răng buồn lăng mỡ hẹp nhổ răng mỡ nặng buồn sàng vừa lại nhổ tụ tiếp lần cha tập bù bởi dự như lần cha có nhổ nhổ tụ chẳng chay nhổ màu tổng thống màu nhổ trình như lệ bù kẹt kì dần pé cái trị tạm thời đôi giữa đó ta đưa lời này vật ít lăng có mời ta đứng hàng lời đã rồi này cao lắm hả phi phẳng phụ như lại dựa nó như rung của mạng làm kèm mút nhú bằng dân sách CPC ra này là một rồi này dựa nó hạn này như bò được mứt độ dòm thư các nạo buồn sáng ta lệ binh độ chặt tay nhau binh lưu vong này binh như lệ sau sát này binh kê sau lui như đặt cả ta trong phi phẳng phụ hàng ta bộ màu nghe prai lật là cái nhú bù prai các nạo buồn sáng lập là ta dựa này các mượn đơn cảm ơn ta. Sự thật đằng sau những âm mưu của chúng là gì? Nhân quyền và tự do tôn giáo được chúng bóp méo như thế nào? Đó là nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Giờ nó trở lại này lại góc nhìn sự thật tuần này lại nhờ đã bị bằng bọn nhờ lại mừng nghèo sẽ đối bật rung hắn lấy nghệ sát mừng nghèo sẽ đối đã hắn trở lại thao của bọn lại đáo lê hắn lấy kết cả lên nhà đông nuôi. Giờ nó lại mượn đăng cực lại phép đây. Ihinie là một đối tượng phun rô lưu vong cầm đầu hội thánh Tin Lành Đấng Christ tại Mỹ, đã tăng cường liên lạc, tiếp tục chỉ đạo số cốt cán trong nước phục hồi lại tổ chức này. Chúng công khai hóa hoạt động như một nhóm phái tin. Tôi hạ đã bốc bị bằng một vạn buồn sàng. Tôi đã nhớ lễ, tôi hiện nay xa cho ông nước sọ và cái tức là nhu. Lê đồng prai lần trả nhu như lễ. Lê đồng hàng lại đạo. Vì nhu là một lời tôi giúp bình nhầm bình mạ lại. Tôi hiện nay lại. Kẹo đây luật Mỹ lại, ít sọ, ít. Độ trả một con y bột túi xâm phạm lần trả một con ốc nữa giờ kẻ đơn luật nhu có quyền như mạ dưa khất lại như bậc hiền mạ con nào như cơ họ này nhu một đầy túi ốc nhu sẽ ngã nhu sau lại phèn mà dưa khất lại nhu độ họ lần là ta giữ thôn ta mặc lệ ta bộ càng tôm bít thằng nhu để ta nhu tiếp hẻm tiếp lạ anh ta lại nhu ta tôm bít thằng nhu về làm thằng nhu mất sang bữa này em bạc nhu độ họ ta tăng về ta cũng chia con nhu ta tưởng cầm bộ con nhu ta tưởng lần là ta bít nhu mạ bộ nạ buồn sang ta nhập gì luôn này giữa nó tôi như lại hiền nề đấy dạ cọ vừa đại hiền nề đấy dạ cọ như thầu bồm nuôi như lại không bố nuôi như lại so cái phiền nuôi mà phạm dự lấy nuôi cái nào cột nào Việt Nam hàng prai lận lão lận là do kết nhiều buồn mạo lại hiền nề lại dân lại mưa đứng lại nhập hẹp này cái nào nhập hẹp lo đấy đi bằng em tôi buồn sàng thì các phụ lấy nhiều ngã hạ má lên luôn ta hiền nề thương cái nào buồn sàng lại để em mưa làm em đang lần thuần túy nhưng đằng sau đó các đối tượng này bí mật thu thập thông tin về các vụ việc liên quan đến nhân quyền tôn giáo trong nước, sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đặc. Mang nôn vật Mỹ, vật cả Pol Yuan nhưng mà là cờ bài sâu hàng, là lút bùn, nè vật tưng, hàng phùng cục mà Hà Nội, lê trong yu ta càng break lê lân la, bởi ngay cả lại đạo, đã này, yu này gặp mức cơ bí bằng bọc của nhóm hẹp, lê trong thư các nạn buồn sang Premien, vi phạm các nạn ninh nên nhập hẹp nhầm lưu tình ta các nạn buồn sang ta đi mưa giờ lên nhập hẹp áp tôn giáo trên các diễn đàn quốc tế. Sau khi mà nhận được cái sự bây giờ nó nỉ lệ vi phạm lo hàng lệ mự vi hàng lệ yoa đặt lệ là hạt rịa lệ sọc sạt bộc mẹo sự thật lệ lệ bộc mẹo như là hiếm bộc bộc mẹo nhiều mang nôn như một bẩn cứng hàng bộ bẩn cùng prong cái tách push pan như một kỹ lại bí bằng con ông dân nuôi bộ tổ anh ấy bảy lần trả Việt Nam mở ngay cái đảo lấy trong hàng lấy kế cả lấy phiền đi luật hai mươi bộ lấy phiền đồ bộ bạn bộ màu bộ lấy cần trời bộ lấy ố như lệ xăm rạn này không bạc rạn này bí bằng gọi nhô hụi lê tổng bộ chinh nhôi bộ mẹo hiền pháp chinh nhôi bộ mẹo bộ luật chinh nhôi bộ mẹo người Tây Nguyên chinh nhôi xăm lược xăm lắng người Tây Nguyên như vậy cảm ơn đừng hàng lấy nhập hiệp này tôi hàng nhập hiệp với cả nhập bộ tụ nhập bộ bò nhập bộ lê tầng chi hạ nhập bộ lầm nhập bộ mà lê tậu kê nhập bộ tai rong nhập bộ mình giờ nó dọn tiền là cậy ông tập lực ông mơ lên nó đi gặp tự nhiên tiếp bằng khát rẻ nhập nhập chỉ đạo rõ nhất từ bên ngoài thì tới khoảng chức cá nhân phản động như ủy ban cứu trợ người vượt biển BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu quyết ấy bồi do cất lại nhảy nhặt nó nèo rim an ninh là như một mò lũy ở an ninh Nguyễn Đình Thắng cứ tất cả nhau mau lại tùy do kết như bộ mạo người đến thăng lại kẹo đây dựa vào luật quốc tế nhu có quyền nhà mạng được đặt người đến thăng nhà phong lệ đằng sau là phiền
lê tông ngã luôn ta lại sâu sạt lần chặt cái nhập phủ như có quyền như mạ do cất nhập phủ đi mạo do nên lại đọt cái nhập phủ hàng tách nhập phủ gì nhập phủ mà gặp mọi đấng bị âm địch bằng bảo vệ nhân quyền veto để tranh thủ sự ủng hộ tố cáo nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền đối với người thượng tại Tây Nguyên. Ê bố, cất lên này, lũ dòng tề đang nạ buồn sang bẹp là để tổ này chặt nghèo tố cáo Việt Nam sốc lên phiền vất Hoa Kỳ vất lật chà đồng cần tố cáo màu lúc ba phụ chà lê trong tố cáo Việt Nam vừa vi phạm bộ luật nhân quyền tôn giáo lê lũ người ta nhú bộc mẹo sự thật cơ luật quốc tế mạng rộng bởi lọn là này nên mùa này lòng bì mô này mệt bà buồn sang ta gặp lăng bình doan này như rung gặp rơi gặp mù cơ lời lọn là hả nạ chà mạng buồn sang đi gà ta mày mình đã nên đi gà niu thử gặp rơi gặp rơi nạ buồn sang tùy tùa tùy xem hàng play kì gà là ni bì bà.